AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào các em. Ở bài trước, chúng ta vừa học về điện năng rồi. Ta biết rằng điện năng có thể chuyển hóa thành một số dạng năng lượng khác, ví dụ như nhiệt năng. Vậy nhiệt lượng mà dòng điện tỏa ra ấy, phần nhiệt lượng chuyển hóa thành nhiệt năng, thì có phần nhiệt lượng tỏa ra đó thì phụ thuộc vào những yếu tố nào và sự phụ thuộc của các yếu tố đó là như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, bài 16, định luật Joule-Lenzer. Một La Mã, trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Điện năng biến đổi thành nhiệt năng, ví dụ như là của bàn là hay là nồi cơm điện, là điện năng biến đổi thành nhiệt năng đúng không? Nhưng mà cũng có trường hợp là toàn bộ phần điện năng tiêu thụ này sẽ chuyển hóa thành toàn bộ nhiệt năng. Nhưng cũng có thể là điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng và một dạng năng lượng khác. Chúng ta xét các trường hợp sau nhé. Trường hợp thứ nhất là một phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Ví dụ như là các dụng cụ biến đổi điện năng thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng, hay gọi là quang năng ấy. Cô có một chiếc bóng đèn dây tóc này. Dòng điện chạy qua bóng đèn, dây tóc bóng đèn phát sáng và nóng lên và phát sáng. Điện năng của dòng điện ở đây đã chuyển hóa thành quang năng, năng lượng ánh sáng và nhiệt năng nữa. Hay ví dụ như một chiếc đèn sưởi của cô. Dòng điện đi qua chiếc đèn sưởi này thì đèn ở đây sẽ sáng này. Điện năng chuyển hóa thành quang năng. Ngoài ra để sưởi mà thì nó cũng phải nóng lên nữa, thì điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Trường hợp thứ hai là các dụng cụ điện của cô sẽ biến đổi điện năng thành một phần cơ năng. Ví dụ cô có một chiếc quạt. Dòng điện chạy qua chiếc quạt này thì cánh quạt sẽ quay. Điện năng đã biến đổi thành cơ năng. Sau một thời gian sử dụng thì ta thấy là chiếc quạt này nóng lên. Điện năng còn chuyển hóa thành nhiệt năng ở đây nữa. Tương tự như chiếc máy bơm nước cũng thế. Điện năng chuyển hóa thành cơ năng làm cánh quạt trong máy bơm nước quay. Và máy bơm nước nóng lên thì điện năng cũng chuyển hóa một phần thành nhiệt năng. Tương tự với chiếc máy khoan điện. Dòng điện chạy qua máy khoan làm cho mũi khoan quay này, thì điện năng chuyển hóa thành cơ năng. Máy khoan cũng nóng lên, thế một phần điện năng cũng chuyển hóa thành nhiệt năng. Cô xét trường hợp thứ hai là toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Ví dụ, một số dụng cụ như sau nhé. Một chiếc nồi cơm điện. Khi dòng điện chạy qua chiếc nồi cơm điện này, thì nồi cơm điện nóng lên, làm cho cơm chín. Điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng ở đây. Ngoài ra, các nút trên bóng đèn này, các đèn báo ở trên bóng, các đèn báo trên nồi cơm điện này phát sáng, chứng tỏ rằng một phần điện năng rất nhỏ đã chuyển hóa thành quang năng. Nhưng mà phần điện năng này rất rất nhỏ thôi, cho nên cô coi toàn bộ phần điện năng sử dụng cho chiếc nồi cơm điện này đã chuyển hóa thành nhiệt năng các em nhé. Hay như chiếc bàn là cũng tương tự như vậy. Điện năng biến đổi thành nhiệt năng, chiếc bàn là nóng lên và một phần điện năng chuyển hóa thành quang năng rất nhỏ ở trên đèn báo. Coi như là điện năng chuyển hóa toàn bộ thành nhiệt năng ở đây. Tương tự với chiếc ấm đun nước cũng có đèn báo và toàn bộ điện năng cũng chuyển hóa thành nhiệt năng. Và một phần rất nhỏ điện năng chuyển hóa thành quang năng nhỏ thôi. Cho nên cô coi các dụng cụ này là toàn bộ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Vậy vấn đề đặt ra là phần nhiệt năng được hình thành như vậy, điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng thì phụ thuộc vào các yếu tố nào? Hay hỏi cách khác là nhiệt lượng tỏa ra khi có dòng điện chạy qua, khi có điện năng này, phụ thuộc vào những yếu tố nào? Dự đoán, yếu tố thứ nhất là thời gian dòng điện chạy qua. Ví dụ như chiếc quạt điện, ta thấy là sau một thời gian sử dụng, sau một thời gian mà
cắm điện, cung cấp điện cho chiếc quạt ấy, thì thấy là chiếc quạt nóng dần lên. À, chứng tỏ rằng nhiệt lượng đã được tăng lên ở chỗ này nhá. Thì nhiệt lượng tỏa ra sẽ phụ thuộc vào thời gian dòng điện chạy qua. Thứ hai là cường độ dòng điện. Nếu so sánh một bóng đèn có công suất là 10W và một bóng đèn có công suất là 50W, thì bóng đèn có công hiệu điện thế của hai bóng đèn này là tương bằng nhau này. Thì rõ ràng bóng đèn có công suất 50W sẽ sáng hơn. Tức là dòng điện chạy qua bóng đèn 50W đó sẽ lớn hơn. Và nhận xét thấy là rõ ràng bóng đèn 50W sáng mạnh hơn. Và ngoài ra sau cùng một thời gian sử dụng nữa thì bóng đèn 50W đấy cũng nóng hơn nữa. Chứng tỏ rằng nhiệt lượng phải chăng là còn phụ thuộc vào cường độ dòng điện. Yếu tố thứ ba là điện trở. Tại sao cô lại dự đoán điện trở ở đây? Thì các em xét ví dụ như là một bóng đèn có dây tóc bóng đèn. Trên dây tóc bóng đèn thì tỏa nhiệt rất nhiều, ta thấy là đèn nóng lên và phát sáng. Ngoài ra các dây nối bóng đèn thì tỏa nhiệt nhiều hay ít nhỉ? Ít thôi, bởi vì dù là dây tóc bóng đèn nóng lên bao nhiêu lần, nóng lên rất nhiều, nhưng mà dây nối bóng đèn hầu như là không nóng lên. Thế thì ta quan tâm ở đây điều khác biệt giữa dây tóc và dây nối là gì nhỉ? Là chất liệu làm của nó. Dây tóc bóng đèn được làm bằng Wolfram, có điện trở suất là 5,5 x 10 mũ 8 ohm nhân mét. Còn kim loại để làm dây dẫn bóng đèn là đồng. Điện trở suất của đồng là 1,7 x 10 mũ trừ 8 ohm nhân mét. À, rõ ràng là điện trở suất của dây tóc bóng đèn lớn hơn điện trở suất của đồng. Vậy thì ngoài ra này, tiết diện của dây tóc bóng đèn cũng nhỏ hơn rất nhiều so với tiết diện của đây dây đồng này nữa. Thế phải chăng là điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn điện trở của dây nối bóng đèn? Thì thấy là tỏa nhiệt nhiều và tỏa nhiệt ít đây, cho nên là nhiệt lượng tỏa ra có thể là phụ thuộc vào điện trở nữa. Vậy nhiệt lượng tỏa ra phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố cô vừa nêu? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta vào phần 1 nhỏ, hệ thức của định luật Sulenzer ấy, dự đoán trước nhé. Q bằng A, nhiệt lượng tỏa ra có khả năng là bằng công của dòng điện, bằng lượng điện năng mà thiết bị đã tiêu thụ ấy. Vì sao cô lại nói thế nhỉ? Ví dụ như là một chiếc nồi cơm điện, cô coi toàn bộ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng để cung cấp dùng để nấu cơm. Thì phần nhiệt năng chuyển hóa này là phần nhiệt lượng đã tỏa ra. Nhiệt lượng tỏa ra để làm cơm chín chính bằng điện năng đã tiêu thụ, có khả năng là như vậy. Q sẽ bằng U nhân Y nhân T. Đây là công thức tính công. Chính bằng này, U thì bằng Y nhân R. Y nhân R nhân Y là Y bình nhân R nhân thêm T ở đây nữa. Vậy thì nhiệt lượng tỏa ra có thể là được tính bằng công thức này. Tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện này, điện trở và thời gian sử dụng nữa. Đây là đơn vị của nhiệt lượng tỏa ra là Joule, đơn vị của cường độ dòng điện là Ampere, đơn vị của điện trở là Ohm, thời gian dòng điện chạy qua là giây. Vậy liệu dự đoán này của cô có đúng hay không thì chúng ta cần phải kiểm tra nó bằng thí nghiệm. Thí nghiệm là gì nhỉ? Cô sẽ đi khảo sát một dây dẫn hay là một điện trở. Dây dẫn hay điện trở thì đều có trên dụng cụ điện mà. Ta sẽ đi khảo sát với một dây dẫn hoặc một điện trở này. Sau đó cô sẽ đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, tiếp tục đo điện trở của dây, đo thời gian cho dòng điện chạy qua cái dây dẫn này, và cuối cùng là sẽ đi đo nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn, xem là các cái đại lượng này có phụ thuộc vào nhau theo công thức mà chúng ta vừa dự đoán ở trên hay không. Nếu có thì dự đoán của chúng ta là hoàn toàn chính xác rồi. Nhưng vấn đề đặt ra là cô không có một dụng cụ nào để đo được nhiệt lượng tỏa ra trên dây. Vậy cô sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta sang phần 2 nhỏ, xử lý kết quả của thí nghiệm kiểm tra. Cô sẽ mắc sơ đồ mạch điện như sau. À, đây là dây dẫn mà cô khảo sát này. Thì vấn đề đang xảy ra ở đây là chưa thể đo được nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn này.
Vậy thì cô làm thế nào? Cô sẽ nhúng dây dẫn này vào một cốc nước. Thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn này sẽ cung cấp cho nước, làm nước nóng lên. Vậy cô chỉ việc đo nhiệt lượng mà nước hấp thụ được. Thì nhiệt lượng mà nước thu vào chính là nhiệt lượng mà dây dẫn tỏa ra trên đây, đúng không? Thì đấy chính là biện pháp của chúng ta. Bây giờ ta sẽ quan tâm xem các dụng cụ, các thiết bị mắc trên sơ đồ này có chức năng gì nhé. Đầu tiên là nguồn điện để cung cấp dòng điện đi qua dây dẫn thôi. Có điện năng ở trên dây dẫn này, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn này rồi. Cô sẽ đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn sử dụng một phôn kế. À, thế biến trở cô mắc ở đây là để làm gì nhỉ? Ở các video trước thì cô đã nêu chức năng của biến trở là dùng để thay đổi hiệu điện thế đặt vào hai đầu thiết bị điện. Thế chức năng biến trở ở đây dùng để thay đổi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Rồi, ampe kế thì dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn thôi. Và đây chính là sơ đồ mạch điện của chúng ta. Sau khi tiến hành thí nghiệm thì cô thu được với các kết quả thí nghiệm như sau nhé. Đầu tiên là cô sử dụng lượng nước. Lượng nước ở đây có khối lượng là 200g bằng 0,2 kg này. Bình đựng nước này bằng nhôm. Bình nhôm này có khối lượng là 78g bằng 0,078 kg này. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này đo được là 2,4 ampe. Điện trở của dây tính được bằng cách là cô chỉ việc lấy hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn dây này, chia cho cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây, cô tính được điện trở của dây là 5 ohm. Thời gian cho dòng điện chạy qua dây dẫn này là 300 giây. Nhiệt độ mà nước tăng lên, ở đây không chỉ có nước tăng nhiệt độ đâu nhé, mà chiếc nhôm, chiếc bình nhôm này cũng tăng nhiệt độ lên đấy. Tăng lên là 9,5 độ C. Cả nước và bình nhôm đều tăng nhiệt độ lên là 9,5 độ C. Đo được bằng chiếc nhiệt kế này này. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 joule trên kg nhân K. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 joule trên kg nhân K. Dựa vào các số liệu này thì cô hoàn toàn tính được nhiệt lượng mà nước và bình nhôm này nhận được, từ đó suy ra được nhiệt lượng mà dây dẫn tỏa ra. Cô sẽ tính như sau. Đây cũng chính là câu C1 trong sách giáo khoa trang 45. À, đầu tiên là cô tính điện năng của dòng điện chạy qua dây dẫn đã. Chạy qua dây dẫn trong thời gian là 300 giây ấy. Cô có công thức A, công của dòng điện bằng I bình nhân R nhân T bằng P nhân T ấy. Cô việc thay số vào này, 2,4 tất cả bình nhân 5 nhân 300 bằng 8.640 joule. Đây, chắc là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao đây cô lại sử dụng công thức I bình nhân R nhân T. Các em còn nhớ cô vừa nêu A thì bằng P nhân T. Và ở những video trước cô đã chứng minh được công thức của P là gì nhỉ? P chính bằng I bình nhân R ấy. Các em có thể xem lại các video trước nhé. Thì ta đã tính được điện năng của dòng điện chạy qua dây dẫn rồi là 8.640 joule. Bây giờ ta chỉ cần tính nhiệt lượng mà nước và bình nhôm này nhận được. Đó cũng chính là câu C2 trong sách giáo khoa trang 45 đấy. Nhiệt lượng mà nước và bình đã nhận được trong thời gian 300 giây ấy sẽ được tính bằng Q. Q bằng M nhân C nhân delta T. Ở đây có nhiệt lượng mà nước nhận được và nhiệt lượng của bình nhận được, cho nên ta sẽ có cộng hai cái này lại thì ta sẽ được là nhiệt lượng của nước cộng với nhiệt lượng của bình nhận được. Công thức là M của nước này nhân với C của nhôm nhân với delta T ở đây cộng với khối lượng của bình nhôm này nhân với khối lượng riêng của nhôm nhân với cái độ biến thiên nhiệt độ ấy. Thay số vào ta được là 0,2 nhân 4.200 nhân 9,5 cộng với 0,078 nhân 880 nhân 9,5. Kết quả thu được là 8.632,08 joule. So sánh nhiệt lượng của nước và bình chính bằng nhiệt lượng của dòng điện tỏa ra. À, so sánh nhiệt lượng của dòng điện tỏa ra với lại điện năng mà dòng điện đã tiêu thụ,
ta thấy là hai kết quả này xấp xỉ tương đương nhau, gần bằng nhau. Vậy dự đoán ban đầu của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Nhiệt lượng mà dòng điện tỏa ra chính bằng công của dòng điện, là điện lượng điện năng đã tiêu thụ ấy, và được xác định bởi công thức là I bình nhân R nhân T. Qua đây ta kết luận lại nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua sẽ tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện này chạy qua nhé, tỷ lệ thuận với điện trở của dây và thời gian mà dòng điện chạy qua. Ta có công thức Q bằng I bình nhân R nhân T, trong đó Q là nhiệt lượng dòng điện tỏa ra, đơn vị là Joule, I là cường độ dòng điện, đơn vị là Ampere, R là điện trở của dây, T là thời gian dòng điện chạy qua, đơn vị là giây. Và đây cũng chính là kiến thức, nội dung kiến thức cần ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng đi vận dụng phần kiến thức này để giải một số bài tập sau nhé. Ba la mã vận dụng. Trước tiên là một câu hỏi trắc nghiệm. Mắc dây dẫn vào một hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở của dây? Hiệu điện thế không đổi, thời gian trong cùng một thời gian, thế thì ta chỉ quan tâm đến nhiệt lượng tỏa ra với điện trở thôi. Ta biết rằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây thì tỷ lệ thuận với điện trở của dây, lý thuyết phần trên cô vừa nêu. Khi điện trở của dây tăng lên bao nhiêu lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây cũng tăng lên bấy nhiêu lần. À, vậy thì đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án gì nhỉ? A này, nhiệt lượng tăng lên gấp đôi khi điện trở của dây cũng tăng lên gấp đôi. B là gì? Nhiệt lượng tăng lên gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa. C là nhiệt lượng tăng lên gấp 4 khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa. D là nhiệt lượng giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp 4. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án gì nhỉ? Đáp án A. Nhiệt lượng tăng lên gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi vì chúng tỷ lệ thuận với nhau. Được chưa? Câu tiếp theo là câu C4, sách giáo khoa trang 45. Hãy giải thích tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao. À, còn dây dẫn, dây nối bóng đèn hầu như là không nóng lên. Nếu các em để ý thì phần trên cô đã nêu rồi đấy. Bây giờ ta sẽ quan tâm đến nhiệt lượng tỏa ra. Biết là thời gian dòng điện, rõ ràng thời gian dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn và dây nối bóng đèn thì là như nhau rồi. Về phần cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn cũng sẽ phải bằng cường độ dòng điện chạy qua dây nối bóng đèn vì chúng được nối với nhau mà. Vậy thì nhiệt lượng tỏa ra ở đây chỉ còn phụ thuộc vào điện trở thôi. Điện trở của dây tóc bóng đèn và điện trở của dây nối bóng đèn, xem là chúng khác nhau như nào nhé. Ta có là điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn điện trở của dây nối bóng đèn. Tại sao cô lại đưa ra điều này? Vì thứ nhất là về vật liệu. Dây tóc bóng đèn làm bằng Wolfram có điện trở suất lớn hơn kim loại làm dây nối bóng đèn. Kim loại làm dây nối bóng đèn là đồng đúng không? Điện trở suất của Wolfram thì lớn hơn điện trở suất của đồng rồi. Thứ hai nữa là các em để ý đến tiết diện. Tiết diện của dây tóc bóng đèn này nhỏ hơn rất nhiều so với tiết diện của dây nối bóng đèn. Vậy thì kết luận lại, điện trở của dây tóc bóng đèn sẽ phải lớn hơn điện trở của dây nối bóng đèn. Thứ ba nữa, thế thì từ đây ta kết luận lại nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc bóng đèn sẽ lớn hơn nhiệt lượng tỏa ra trên dây nối bóng đèn. Vì sao nhỉ? Vì nhiệt lượng tỷ lệ thuận với điện trở mà. Đến đây ta giải thích được chưa? Giải thích được rồi. Rõ ràng là dây tóc bóng đèn sẽ phải nóng hơn so với dây nối bóng đèn, vì là nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc lớn hơn nhiệt lượng tỏa ra trên dây nối. Chúng ta sang phần tiếp theo. Một bài tập tiếp theo nữa là câu C5, sách giáo khoa trang 45. Một ấm điện có ghi 220V và 1000W.
À, ghi 220V tức là hiệu điện thế định mức của ấm điện là 220V. Ghi là 1000W là công suất định mức của ấm điện là 1000W. Ấm được sử dụng với hiệu điện thế 220V. Ấm đang sử dụng với hiệu điện thế định mức đấy. Thì công suất của ấm khi đấy chính bằng công suất định mức bằng 1000W luôn để đun sôi 2 lít nước. Từ nhiệt độ ban đầu là 20 độ C, bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm, bỏ qua phần nhiệt lượng làm vỏ ấm nóng lên nhé, và nhiệt lượng tỏa ra môi trường. Tức là ta sẽ coi toàn bộ nhiệt lượng mà dòng điện tạo ra chỉ cung cấp để làm nóng nước thôi, tính thời gian đun nước sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 joule trên kg nhân K. Ta tóm tắt đề bài như sau. Hiệu điện thế định mức bằng 220V là hiệu điện thế đang sử dụng lúc này đấy. Công suất định mức chính là công suất của ấm lúc này là 1000W. Đun 2 lít nước, thể tích của nước là 2 lít. Ta phải tính xem khối lượng của nước cần nóng lên là bao nhiêu nhá. Khối lượng thì bằng khối lượng riêng nhân với thể tích. Khối lượng của nước chính bằng khối lượng riêng của nước nhân với thể tích của nước. À, khối lượng riêng, các em có nhớ khối lượng riêng của nước là bao nhiêu không nhỉ? Là 1000 kg trên mét khối. Ta phải đổi thể tích của nước từ 2 lít này ra cm khối. 1 lít thì bằng 1 dm khối. Đổi 2 lít ra mét khối. Xin lỗi, đổi 2 lít ra mét khối tức là bằng 0,02 mét khối nhân với khối lượng riêng của nước là 1000, thu được kết quả là 2 kg. Riêng đối với nước thì các em nhớ này, bao nhiêu lít nước sẽ tương ứng với bấy nhiêu kg. Riêng đối với nước thôi nhá, còn với các chất lỏng khác thì không có vậy đâu. 2 lít nước thì ta sẽ suy ra được khối lượng là 2 kg nước dựa vào cách tính này. Nhiệt độ ban đầu của nước là 20 độ C, lúc sau là đun sôi lên. Tức nhiệt độ lúc sau của nước là 100 độ C. Vậy độ biến thiên nhiệt độ ở đây là 80 độ C. Tóm tắt rồi. Ta còn biết được là nhiệt dung riêng của nước là 4.200 joule trên kg nhân K. Đề bài yêu cầu tính thời gian để đun nước. Muốn tính thời gian để đun nước thì ta sẽ đi tính cái gì nhỉ? Ta tính nhiệt lượng mà nước đã được cung cấp là bao nhiêu? Tính được không nhỉ? Ta dễ dàng tính được. Bây giờ ta sẽ đi giải bài tập này như sau này. Ta tính được nhiệt lượng mà nước được cung cấp bằng M nhân C nhân delta T, khối lượng của nước nhân nhiệt dung riêng của nước nhân với độ biến thiên nhiệt độ. Thay số bằng này, 2 kg này nhân với 4.200 joule trên kg nhân K nhân với độ biến thiên nhiệt độ là 80 độ C. Kết quả thu được là 672.000 joule. Ta tính được Q rồi. Ta tính được Q này, ngoài ra ta còn tính được I nữa, tính được cường độ dòng điện chạy qua chiếc ấm này dựa vào P, công thức của công suất P bằng U nhân I. Suy ra I thì bằng P chia U. P biết chưa? P là 1000W chia cho U là 220V. Thu được kết quả là 4,54A. Dòng điện chạy qua ấm này có độ lớn là 4,54A. Ta tính được điện trở của chiếc bếp này dựa vào công thức R bằng U trên I. U biết rồi, 220V chia cho I là 4,54. Kết quả thu được là 48,4 ohm. Từ đây cô đã tính được thời gian chưa nhỉ? Thời gian đun nước chưa nhỉ? Q thì bằng gì? Q thì bằng I bình nhân R nhân T. Hệ thức của định luật Joule lên sơ. Muốn tính T, ta đã tính được Q rồi này, tính được I dựa vào đây rồi này, ta cũng tính được R dựa vào đây rồi. Ta dễ dàng tính được T đúng không? T, đây là T của cô nhá. T sẽ bằng gì nhỉ? Bằng Q chia cho I bình nhân R bình. Thay số vào cô được là
672.000 chia cho 4,54 bình nhân với 48,4. Kết quả thu được là 673,6 giây. Vậy chiếc ấm này đã đun trong thời gian là 673,6 giây. Đến đây chúng ta đã kết thúc phần bài học ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo nhé. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.